Trở lại với phần tin trong nước, những ngày qua thì thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy. Chỉ trong 3 ngày đầu tuần thôi đã có tới 8 đám cháy liên tục bùng phát. May mắn là không có thiệt hại nào về người. Quý vị cùng chúng tôi điểm qua các vụ cháy này trong tổng hợp sau đây. Ngày thứ 2 đầu tuần, buổi sáng cháy nhà xưởng ở huyện Mê Linh và buổi chiều thì cháy tạp hóa kết hợp nhà trọ ở Dốc Viện Nhi, quận Ba Đình. Sau đó một ngày, buổi sáng thì cháy nhà dân ở quận Thanh Xuân, buổi chiều lại cháy một kho thiết bị bể cá cảnh ở quận Tây Hồ. Và chỉ trong một ngày hôm qua, thậm chí còn có tới 4 vụ cháy liên tiếp xảy ra ở Hà Nội. 6 giờ 52 phút, một đám cháy bùng phát tại tầng 5 của công ty Hồng Hà tại ngõ 109 Trường Chinh, quận Đống Đa. 8 xe chữa cháy các loại được huy động. Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. 11 giờ trưa, ngọn lửa bùng lên tại một cửa hàng sửa chữa máy tính tại đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy. Thời điểm cháy, có 3 người trong nhà nhưng đã kịp chạy thoát thân. Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Đến buổi chiều, tiếp tục một vụ cháy nhà dân ở số 73 Khương Trung, quận Thanh Xuân. Rất may mắn, cháy nhỏ và lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận sớm hiện trường nên đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Vụ cháy thứ tư trong ngày 10 tháng 8 cũng xảy ra buổi chiều tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm. May mắn là đám cháy được dập tắt ngay từ sớm, không để bùng phát thành cháy to. Vâng, và đó chỉ là những vụ cháy tính riêng trong 3 ngày vừa qua mà thôi. Còn trước đó thì cũng đã có những vụ cháy thương tâm gây ra thiệt hại về người. Vậy thì tại sao cháy lại nhiều đến như vậy? Thì để có thông tin rõ hơn tới quý vị thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay Đại tá Nguyễn Minh Khương là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ của Bộ Công an. Thưa ông, liên tiếp xảy ra các vụ cháy trong giai đoạn thời gian gần đây thì đó có phải là điều bất thường hay không ạ? Và theo những cái thông tin điều tra ban đầu thì nguyên nhân của những cái vụ cháy này là gì ạ? Có thể khẳng định rằng đó là điều không phải là bất thường, bởi vì đây cũng là cái thời cao điểm, cái mùa nắng nóng, và hàng năm những cái giai đoạn này thường là như vậy. Và cái nguyên nhân dẫn đến cái vụ cháy này thì các cơ quan điều tra đang tính toán và điều tra một cách chính xác và đưa ra cái con số nguyên nhân để từ đó cảnh báo. Tuy nhiên, khoa sơ bộ thì chúng tôi đánh giá phần lớn là do cái sự cố hệ thống điện, và cái thứ hai đó là do những cái sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Trong đó có cái nguyên nhân là do sử dụng gọi là đốt hương, đốt vàng mã và sử dụng cái nguồn nhiệt không đúng cách. Được rồi, nhưng có chia sẻ đó là chúng ta có những cái nguồn nhiệt mà chúng ta không thể cảnh báo trước đó được, như là thắp hương hay là đốt vàng mã, nhất là trong những ngày là gần đến rằm tháng 7. Vậy thì ông có những cái lưu ý và lời khuyên gì cho người dân ạ? Như chúng ta biết là trong tháng 7 theo văn hóa truyền thống của chúng ta thì có những cái lễ như là lễ Vu Lan báo hiếu trong các chùa, rồi là ở trong các hộ gia đình, rồi có những cái lễ như là ngày xá tội vong nhân. Thế thì khi mà những hoạt động lễ đó diễn ra thì sẽ có những cái hoạt động thắp hương thờ cúng rất là nhiều, và đặc biệt trong đó là đốt vàng mã và đốt nến, thậm chí là thả đèn hoa đăng hoặc là thậm chí là đèn chờ. Chính vì vậy mà trong cái những hoạt động trong những tháng 7 này, tháng 7 âm lịch này, chính là trong tháng 8 này, thì chúng ta cần lưu ý, người dân cần lưu ý là kiểm soát chặt chẽ cái nguồn lửa, nguồn nhiệt khi mà thắp hương thờ cúng, và đặc biệt là đốt vàng mã phải đúng nơi đúng chỗ, và kiểm soát để không cho cái tàn lửa khi đốt vàng mã bay và sẽ làm bén cháy sang những cái vật dụng sân lân cận và có thể gây ra những đám cháy lớn. Rồi là quá trình thắp nến, chúng ta phải lưu ý là tránh cái trường hợp bị tác động bởi gió, nến nó đổ và có thể gây cháy ra xung quanh. Mặt khác thì tại các chùa thì nhà chùa nên khuyến cáo cho những người dân đi hành lễ cần hết sức lưu ý trong cái việc là thắp hương đúng, rồi là đốt vàng mã đúng nơi đúng chỗ và kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đồng thời nữa là trong cái việc sử dụng cái những cái thiết bị điện làm sao thật là an toàn, kiểm soát thường xuyên để tránh cho cái trường hợp là sự cố xảy ra. Ngoài ra thì tôi cũng lưu ý khuyến cáo rằng trong các hộ gia đình nên trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy để có thể dập tắt đám cháy trong cái trường hợp cần thiết. Vâng, có thể nói là cái lễ rằm tháng 7 nó là dịp quan trọng trong mỗi gia đình ạ. Tuy nhiên việc hóa vàng cũng nên phù hợp và đặc biệt là phải có ý thức để có thể đảm bảo được an toàn cháy nổ, đặc biệt là trong các khu dân cư đông đúc. Cảm ơn Đại tá Nguyễn Minh Khương ngày hôm nay đã đến với trường quay của chúng tôi. Và cảm ơn anh Tiến Anh cũng đã cùng tôi chuyển đến các nội dung vừa rồi.